Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Clip hôm nay mình sẽ làm cái clip liên quan đến chế độ mới ở BCS Việt Nam anh em ơi. Chế độ cosplay Among Us phiên bản tù nhân. Thì đây là chế độ mới ở BCS Việt Nam nhé anh em. Chế độ này mình có làm BCS QQ rồi. Thì anh em có thể thấy là mình đang nhập vai vào tù nhân và sẽ có những cái thằng cảnh sát trà trộn vào trong cái đám tù nhân này. Sao chết này? Em vô tội. Mình thề là mình không làm cái gì hết. 6666. 6 cái gì? 6 cái gì mà 6? Tao không làm gì đâu. Không phải tao. Tao đâu có ngu giết người lộ như vậy. Trời ơi, Impostor cũng phải có lão chứ. Giết người lộ như vậy thì giết làm gì? Khác gì tự hủy. Tao thấy rồi. Nó lại giết. Nó tính giết luôn cả tao. Ôi giời ơi. Mày chạy cái giọt số 1 nữa nhá. Không phải tao. Đừng. Mình không hề làm một cái gì hết. Mình còn chưa đụng. Mình còn chưa kịp giới thiệu xong nữa mà. Anh em mày thấy. Đừng cho tao chơi game. Nếu tao là kẻ xâm nhập, tao sẽ không làm như vậy. Ồ, không viết được thêm nữa. Ok, đừng. Em vô tôi. Mình khê là mình không làm gì hết. Mình vừa vào mình nhìn thấy thằng Lý nó làm ựa. Hình như có một thằng giết nó bằng cách giết xuyên tường hay sao á. Cái thằng số 1 này tao thấy đấy chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm thôi. Số 1 ạ, mày nên dùng não. Lúc đấy có một thằng giết nó bằng cách giết xuyên tường. Mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Mày đừng có mồm điêu. Mẹ có voi chết là mình còn có voi mình còn biện minh được chứ. Giờ sao biện minh em cay thế? Đừng, tao vô tôi. Đừng vô tao. Đừng. 2, 4, 6 định mệnh 6 thằng vốt mình luôn ạ. Nó giết 2 rồi kìa. Vốt thêm mình là 3. Không phải cảnh sát thấy chưa? Tụi bay thấy chưa? Cái bọn khốn nạn. Mới đầu game mất 3 mạng rồi chơi gì nữa. Bây giờ mình đã oan hồn rồi. Mình bị oan mà. Mình bị oan nên mình phải đi làm nhiệm vụ. Đây công mệnh cái gì đấy? Nhấn F để uống nước. Oan hồn cũng được uống nước à? Cay thế nhở. Chết rồi muốn uống nước. Rồi xem tụi mày như thế nào. Nhanh nào. Làm ván mới à. Số 8 nhanh lên. Thắng hay thua? Ui dồi ôi, bọn nó win luôn anh em ạ. Ui đây rồi, làm được imposter rồi. Bù cho trận lúc nãy chứ. Ê, vẫn màu tím ạ. Ôi trời ơi, chết rồi. Vẫn màu tím anh em ơi. Mình chỉ là thằng tù nhân tốt rồi nha, mình không có ý kiến gì đâu. Đây anh em có thể thấy là bây giờ mình đang là imposter. À không, cảnh sát chim. Chúng ta phải chuẩn con mợ lấu là cảnh sát chìm nhá anh em. Thì bên CF Việt Nam thì sẽ không có voice chat nên anh em có thể chơi là bằng chat thôi. Thấy cũng khá là hay. Nhưng mà khi nào mình sẽ rủ mấy anh em vào Discord để lập team chơi cái này. Đấy thì anh em phải thấy là imposter là anh em có thể bật tab lên, dịch chuyển. Đây là những tính năng của một sát thủ chứ không phải là tính năng của một cảnh sát anh em ạ. Game hơi ảo Makara tí. Ai ơi. Thì phòng 10 người nhá anh em. Anh em hình như có thể tạo được 16 người nhưng mà 10 người thôi chơi đỡ loạn. Ê, có thằng chả bị giáo sân ở nhảy đấy. Nhảy đi tầng 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 tầng. Nhảy đi bậy. Tầng 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 đi bộ. Chuồn. Kiểu game này mới ra hôm nay mà nên nhiều anh em sẽ chưa biết chơi đâu. Thì anh em nhấn tab lên thì anh em có những cái kỹ năng đó chính là chấn áp kẻ trộm, kỹ năng chạy và có những kỹ năng phá hoại. Đó, kỹ năng phá hoại bao gồm là cấm xem này. Ủa cấm xem là gì mình chưa biết nhưng mà mình chỉ biết tắt điện với C4 thôi. Và cái bật trộm kia. Nhưng mà mới game mới ra thì chắc mình nghĩ là cảnh sát nó sẽ rất bá đấy. Tại vì mấy anh em chưa hiểu cách chơi á. Với lại không có voice chat nữa. Mấy cái thằng imposter nó không có bị lộ nguyên hình em hiểu không? Ai làm cái ui rồi. Hiểu thế nhờ, làm phát hai mạng. Hiểu đấy, ui rồi. Đối thông hai mộ.
Ê, số 4 này, đường số 4 này, đi theo số 4 này anh em ơi. Mấy thanh niên này còn chưa biết sửa điện ở đâu nữa mà. Tối om om, vẫn đi làm nhiệm vụ được thì cũng lại đấy. Chưa biết sửa điện đấy anh em ạ. Rồi, anh em hơi dễ. Chắc phải ngày mai anh em mới biết chơi thì bắt đầu chơi nó mới khó hơn, đi master mới không bị lộ liễu như thế này. Bb sẽ quy quy anh em thử chém chém cái rồi bọn nó biết ngay. Đi kiểu tách tách đàn một tí rồi là bọn nó cho report ngay. Đấy, bọn nó báo rồi đấy, Bắt đầu diễn sầu. Họ quên có voice chat đâu mà diễn sầu chi trời. À vẫn lưu cái nói chuyện của cũ. Đâu? Vâng thì thằng số 4 là thằng thằng report. Uầy, lại thêm cái hiệu ứng chat nó bị lỗi ở bên sếp Việt Nam nữa. Không sao, mình đang làm importer, mình đang quyền nó lên là thế. 1, 2, 3, 4, 4 xác chết rồi các em ạ. Bây giờ mà không vốt chúng được một thằng cảnh sát nào là khó chơi lắm á. Tí nữa hai bọn mình chém thêm hai thằng đó là win chắc rồi. Nó chết ở đâu? Đấy, phải diễn sâu. Ai vậy? Số 4. Thằng nào báo? Đấy. Mình phải diễn như mình mới chơi game lần đầu anh em hiểu không? Số 4 nó chết ở đâu? Đấy, thằng này biết đấy, thằng này biết chơi đấy, có vẻ thằng số 9 này bắt đầu biết chơi đấy anh em ạ. Tí nữa mè giết số 9 đầu tiên. 4 báo. Ok, 4 đâu? 4 là thằng xanh lam anh em ạ. Nhưng có vẻ là thanh niên không biết chat rồi. Thì cái chế độ này anh em cứ hiểu sơ sơ là anh em chỉ cần tìm được hai cái thằng cảnh sát trà trộn trong 10 thằng này là anh em win, vậy thôi. Rất easy. Không có thông tin. Đấy. Nghi số 4, phải cái thằng số 1 này. Thằng số 1 là cái thằng tào lao vãi trưởng luôn, mình thề với anh em. Thằng số 1 này tào lao vãi nổi ra. Mình cứ bố số 4 luôn. Nghi số 4. Thằng số 1 là imposter giống mình đúng không? Không phải cảnh sát đấy nhá. Anh em trong cái chế độ này anh em không lên tin một thằng nào nhá. Không lên tin một thằng nào. Anh em phải thấy là lúc ấy thằng số 1 kia là thằng cảnh sát chìm nhưng mà nó diễn sâu. Nó chỉ cần ghi một cái là ghi số 1. Hiệu ứng đám đông mà. Thì thằng kia nó cũng ghi được số 1 đó. Thế là xong game. Chơi cái này phải bỏ hiệu ứng đám đông nhá, phải dùng lý trí. Anh em phải dùng lý trí em hiểu không? Rồi hai thằng này đi chung là xác định rồi. Thể cái thằng số 1 đó là thằng chuyên phá game luôn đó. Trận lúc đấy nó phá game mình vãi nổi. Đâu? Đây, rồi, hai bạn đứng xếp hàng này thì. Nào, số 1, vào vị trí. Vào, 3, 2, 1. Ui giời ơi. Thằng này hiểu ý các bạn, thằng hiểu ý. Tuy các bạn thấy là không có voice chat nhưng mà chưa hiểu ý nhau vãi nổi. À, được. Eastbuster, à quên, cảnh sát chìm tiếp. Hôm nay chơi cảnh sát chìm thì hơi easy, nhưng mà ngày mai mình nghĩ là rất khó đấy. Ngày mai bắt đầu anh em hiểu cách chơi rồi, bắt đầu anh em hiểu không nên tin bố con thằng nào hết là sẽ rất khó chơi. Thì chế độ này vừa cập nhật hôm nay thôi nhé anh em. Cập nhật BCQQ mấy tháng trước rồi. Bọn mình tính tạo nhiều nội dung về BCQQ nhưng mà không có đủ anh em Việt Nam để làm ấy. Nên giờ về sếp Việt Nam rồi sẽ rủ anh em vào Discord chơi. Và từ bây giờ mình phải tạo lòng tin. Ui thằng Lin kia đã giết người. À không. Thằng số 8 nó phá. Số 3 anh em. Số 3. Số 9 nó chạy nhanh. Ủa phải số 3 không ta? Không, lúc đấy mình nhớ mình màu tím. Không phải số 3. Màu tím với màu xanh rừng đó. Đấy anh em không? Số màu đỏ, một trong những thành phần report láo. Báo láo vãi nồi. Số 1, đấy bắt đầu lục đội bộ. Từ mình đang tính ghi số 6 nhưng mà thôi. Mình không lên tạo thân thiết với thằng số 6 làm gì anh em ạ. Tại vì nó cũng là cảnh sát chìm. Kệ cho bọn này nó tự hủy với nhau. Mình không cần làm gì hết. Đấy, bắt đầu tự hủy, đấy, số 3 này, bắt đầu tự hủy, đấy. Số 3, ok. Chắc không vậy. Đấy, mình phải thể hiện là mình cũng là một người ở phía trung lập. Anh em không? Lúc nào cũng ở phía trung lập hết.
Số 3 ok, có vẻ là thằng số 8 với mấy thằng kia nó đang rất ngon nghe cái thằng số 3. 3 không đúng. À số 2 tỉnh nha, số 2 tỉnh nha. Thì vote số 8. Đích mệnh đúng kiểu với thằng tự hủy đây. Chơi game nếu có thông tin mẹ thì tự hủy không à. Thằng nào báo đi cùng nhau nữa đi. À được. Vote số mấy? Ok, số 3 đúng không? Thôi, mình hủy đi. Kệ cho, ôi, bệnh bọn nó tự hủy thật anh em ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, không phải cảnh sát. Nó tự hủy. Rồi, thằng số 8 chuẩn bị đi rồi, thằng số 8 chuẩn bị đi rồi. Không cần mình ra tay em hiểu không? Không cần mình ra tay. Thằng số 8 chuẩn bị bốc hơi này anh em. Mấy cái thằng nào lấy mà kiểu me số 3 là chuẩn bị bốc hơi này. Số 3 tồi vãi đời, không nói năng gì luôn mà. Kiểu giống như hệt mình chúng lấy ấy, có làm được cái gì đâu. Bất lực. Chơi game đúng kiểu bất lực. Gặp may mấy cái thằng đồng đội kiểu này cay đéo chịu được. Quả đang đi đông đông đấy. Thằng không biết thằng này hiểu ý không. Mà thôi, ba thằng tốt nhất là mình không lên liều làm gì anh em ạ. Mình đang có lợi thế. Thì chơi trong chế độ này thì anh em lên giả bộ. Giả bộ kiểu làm nhiệm vụ các thứ. Giả nai ấy à. Anh em có khả năng gọi là dịch chuyển đó nhá. Nhưng mà tốt nhất không nên dùng cái dịch chuyển này nhiều. Tại vì anh em đang ở một vị trí mà anh em dịch chuyển qua một vị trí khác là nhiều đứa nó bắt được tham mình là nó nghi á. Nên tốt nhất là xài những cái tính năng như kiểu tắt điện hoặc là C4 để tách cái đám đông người ta. Gì hết? Hay, mày có thể hiểu. Tí nó không hiểu nó đi luôn đi. Rồi, Impostor đi cùng nhau mạnh thế nhở. Cũng không mạnh đâu. Nếu mà bọn nó đi chung thì bọn nó kiểu nó kiểu loại trừ ấy, loại trừ tí là ra. Ui ôi. Ôi, cái gì đấy? Ủa? Cái thằng số 4 nó vừa giết người đúng không anh em? Số 4 sao nó giết người được vậy? Số 4 hết chạy. Ui địch mệnh. À, hình như có một chức năng nữa ở bên số 3 ở bên kẻ cướp, đó chính là cái gì ấy mình quên rồi, nhưng mà nó có chức năng đó chính là anh em là khi làm hết nhiệm vụ anh em có thể giết người. Đó. Cảm ơn số 4. Cảm ơn người huynh đài đã giúp bọn mình giết theo bọn thẳng. Thank you vì đã mỉu. Đấy. Tao đứng cạnh chết mà. Ai à. Số 4 nó giết. Tự hủy, mình chơi game gặp mấy thành phần tự hủy không anh em ạ. Mình có cần làm con mợi đâu. Vừa thấy nó giết. Ôi cái tính năng đó là tính năng gì ta? Tính năng gì một thằng đặc biệt ở bên bên kẻ cướp á, là khi anh em làm hết nhiệm vụ xong là anh em sẽ có thể đập. Làm nhiệm vụ kệ số 9 mà. Tao làm nhiệm vụ. Uầy, tính ra thằng số 4 nó không nghĩ nó đang nghĩ trong đầu nó là imposter đấy anh em ạ. Nhưng không phải, nó là cái gì ở tính năng gì ở bên ấy, nói chung là nó cũng có chức năng á. Không biết nó phải bên thứ ba không. Nhưng mà mình nghĩ là nó bên kẻ cướp á. Thôi đi số 4 rồi. Số 4 thôi, đi rồi. Đấy giờ không, nó không phải cảnh sát anh em thấy không? Nó không phải cảnh sát. Cái chức năng của nó là cái chức năng giúp bên kẻ cướp, cũng là một bên có thể bóp luôn bên kẻ cướp. Đó anh em có thể thấy là vừa rồi nó bóp ấy. Rồi win rồi gì nữa. Giờ mình với thằng kia giết thêm 2 mạng nữa rồi là win rồi. Giờ mấy thanh niên này còn không có thông tin gì về hai thằng cảnh sát nữa mà. Win thôi. Trêu trêu của nó tí không anh em. Đấy bắt đầu tách rồi, bắt đầu tách lẻ đấy. Diễn sâu. Giết rồi bạn ơi. Hai con lai vàng ngơ gác này. Ôi gì vậy, đi bọt đi mấy. Sợ. Số 9 này sợ. Run sợ. Kệ cho tụi nó tự hủy lẫn nhau anh em ạ. Mình không cần làm gì hết. Có thông tin gì không? À, tự hủy đi. Ai? À, tự hủy đi. Mình không cần làm gì hết.
mình không làm gì hết. Bây giờ mình mới thằng số 6 im là tự bọn nó tự hủy luôn đó anh em, tin không? Lấy xài số 4 là số 9. Ủa số 9 chết mỡ rồi. Ủa? Số 9 chết rồi mà. Số 9 thì như thằng kia giết hay sao á? Số 9 là thằng màu tím giết á. Bây giờ còn có 1 2 3 4 anh em mình win rồi. Rồi giết số 2 thôi. Báo tảo lao. Số 1 rồi, số 1 rồi. Số 2 đó. Bố số 2. Win rồi anh em ơi. Số 2. Thằng số 1, thằng số 1 vẫn không biết gì xảy ra. Win rồi anh em ơi. Ok, thôi clip của mình đến đây thôi nha. Ngày mai mình sẽ rủ một số anh em ở trong convoy vô chơi cho vui. Thôi bye bye anh em, hẹn anh em ở những clip tiếp theo.